Nếu bị thất nghiệp, bạn hãy chấp nhận điều đó. Dưới đây là một số cách giúp bạn đối phó với việc khi thất nghiệp. 1. Lập quỹ tiết kiệm. Đừng đợi đến lúc bị sa thải mới tiết kiệm, mỗi người nên có một quỹ dự phòng khẩn cấp ngay khi có linh cảm không ổn về công việc. Tất nhiên, khó có thể tích lũy được số tiền đủ cho toàn bộ thời gian không có việc, nhưng dù là khoản tiết kiệm nhỏ cũng giúp bạn đỡ căng thẳng hơn. Có thể trước đây, bạn tiết kiệm để đi du lịch nước ngoài, nhưng nhiệm vụ hiện tại của bạn là có một khoản tiền đủ chi tiêu cho ít nhất 6 tháng. 2. Chấp nhận những điều có thể xảy ra. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng ý muốn của mình. Nếu bị thất nghiệp, bạn hãy chấp nhận điều đó. Khi cuộc đời gặp phải chướng ngại vật, chúng ta cần chọn một con đường khả thi khác, có thể đó chỉ là một việc làm ngắn hạn hay một vị trí thấp hơn trước đây. 3. Tìm cơ hội mới từ các kết nối xã hội. Giữ mối quan hệ xã hội thường xuyên là cách tốt để tìm kiếm cơ hội việc làm. Bạn nên dùng thời gian rảnh để lập danh sách việc làm mong muốn và gửi đi sơ yếu lý lịch của mình, theo dõi các quảng cáo tuyển dụng để tìm việc. 4. Nâng cấp bản thân. Học thêm một kỹ năng mới, lấy thêm một chứng chỉ mới luôn hữu ích ngay cả khi bạn chưa có ý định nhảy việc. Hãy có kế hoạch dài hơi, biến mình thành một ứng viên tiềm năng trong nhiều lĩnh vực. Đừng ngại hay trì hoãn việc học bởi hiện nay có nhiều khóa học miễn phí trên mạng. Bên cạnh những nguồn tài liệu trực tuyến, bạn có thể tham gia các khóa học hay workshop để cập nhật xu hướng và học hỏi các kỹ năng mới. 5. Cân nhắc một công việc tạm thời. Công việc tạm thời có thể bù đắp cho phần nào thu nhập vừa mất, giúp bạn duy trì kết nối xã hội. 6. Đừng tự cô lập mình. Nhiều người cảm thấy xấu hổ vì bị thất nghiệp và họ không muốn gặp mặt bất kỳ ai. Có khi họ lánh mặt người thân và bạn bè, điều này có thể trở thói quen xấu. Việc giao tiếp với người khác sẽ giúp người trong cuộc quên đi nỗi lo âu và giữ được sự vui vẻ. 7. Khám phá những cơ hội nghề nghiệp mới. Một cách khác có thể giúp bạn đối phó với tình trạng mất việc làm là tìm hiểu những cơ hội nghề nghiệp mới. Đó có thể những lĩnh vực phù hợp với sở thích của bạn, tạo điều kiện cho bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Nhìn nhận sự thay đổi theo cách này sẽ góp phần thay đổi quan điểm của bạn theo hướng tích cực, mang lại sự tự tin trên con đường phát triển sự nghiệp. 8. Thiết lập mục tiêu. Thiết lập và tập trung chinh phục các mục tiêu sẽ nâng cao nhận thức về phương hướng cũng như mục đích sống của bạn. Khi đối mặt với nỗi sợ thất nghiệp, việc xác định rõ mục tiêu có thể vạch ra lộ trình cho tương lai của bạn, tiếp thêm động lực để thích nghi với sự thay đổi. 9. Ưu tiên chăm sóc bản thân. Chăm sóc bản thân bao gồm những hành động có chủ đích nhằm duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần. Đây là một biện pháp thiết thực giúp bạn đối phó với tình trạng mất việc. Bởi lẽ, một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang lại năng lượng và sự minh mẫn để đối diện với khó khăn. Bạn đừng quên luyện tập thể thao thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc.